chào bạn đến với kênh của mình. Kênh của mình tên là Cường Official. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến những cái con đường Hoàng Văn Thụ. Hiện tại vị trí mình đứng là ngay mũi tàu Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Ở sau lưng mình là đường Trường Sơn, nó sẽ chạy qua sân bay. Và ngay góc này nó có cái khu quân đội luôn nha. Bệnh thì nhà nước mới mở cửa ra thì xe cộ thì nó cũng đông lại dần dần rồi. Đây là cây xăng ngay mũi tàu nha. Ngay mũi tàu có một cây xăng cũng khá lớn. Tiếp theo chúng ta đi dọc đường công Hoàng Văn Thụ này coi sao nha. Dọc hai bên đường này nó rất có nhiều cửa hàng dịch vụ đầy đủ. Mé bên trái của chúng ta là có một dãy nhà hàng cũng khá lớn, chuyên về tiệc cưới. Nó cũng có một hàng cây xanh mát. Thời buổi này cũng mới mở cửa bình thường mới, mấy nhà hàng này thì hoạt động hay chưa thì mình cũng chưa gần gì mấy. Cái này thì trên báo đài họ cũng có đăng tin. Anh em nào có nhu cầu liên quan tiệc cưới gì đó thì coi không biết, để mình tổ chức đám cưới mình thôi. Rồi, bên phải mình là cũng một dãy dịch vụ mua bán xe cộ, cầm cố gì đủ thứ các loại. Trong Sài Gòn này dịch vụ thì rất là nhiều. Mình mới chạy qua nó, ngang đó là đường ray xe lửa nha mấy bạn. Nó có đường ray xe lửa cắt ngang con đường. Xe cũ thì người ta mua cũ mình lại, người ta tút lại cho mới ken ben xe ben. Rồi anh nào muốn mua thì mua. Mở cửa lại thì cũng có nhiều cửa hàng nó cũng chưa hoạt động được, cũng còn nhiều cái nó chưa mở ra. Đó, nó đang sửa chữa, nó đang làm bằng hiệu lại. Có người thì thời mới, có người thì gỡ đi chuyển về quê, có người thì mới thuê làm lại. Rồi tới đây mình quẹo qua đây là đường Nguyễn Kiệm. Bắt đầu mình sẽ vô con đường Nguyễn Kiệm nha mọi bạn. Thì hai con đường Nguyễn Kiệm này là đường một chiều. Một chiều nhưng mà hai bên bán đồ ăn đồ uống đồ cũng nhiều lắm. Bánh mì các kiểu đồ xe cộ gì cũng có đầy nhóc hai bên. Cà phê cà pháo cũng có luôn. Lúc này thì chỉ bán mang về thôi.
lo nhanh nghe luôn.